Xin chào các anh chị đã trở lại với kênh bếp Đoàn Viên. Hôm nay kênh bếp sẽ thực hiện một món ăn rất là hao cơm. Đó là món cá đù một nắng, sốt me. Và đặc biệt món ăn này cực kỳ dễ làm mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Bây giờ mời các anh chị chúng ta cùng vào bếp và thực hiện món này. Nguyên liệu kênh bếp hôm nay đã chuẩn bị gồm có 300g cá đù, 50g me, một ít hành tím và một ít tỏi, cùng với 2 hoặc 3 trái ớt. Bước 1 thì chúng ta sẽ ngâm 50g me với phần nước sôi. Cái phần nước sôi này thì nó sẽ giúp cho me của chúng ta tan ra nhanh hơn nha anh chị. Bước 2 là chúng ta sẽ tiến hành sơ chế các cái nguyên liệu. Hành tím và tỏi thì chúng ta sẽ đập dập và chúng ta băm nhỏ. Một cái bí quyết lúc chúng ta sơ chế hành tím và tỏi đó là chúng ta đập dập như thế này á, thì cái phần tinh dầu của tỏi và hành tím nó sẽ ra và nó sẽ tăng thêm cái độ thơm của hành và tỏi lúc chúng ta nấu. Ớt thì chúng ta sẽ đập dập và chúng ta cắt nhỏ như thế này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành qua bước chiên cá. Chúng ta cho 2-3 thìa dầu ăn vào chảo. Sau đó thì chúng ta cho vào ít muối trắng để tránh bị văng dầu ăn nha anh chị. Sau khi chúng ta thấy dầu ăn bắt đầu nóng lên thì chúng ta sẽ cho cá vào chiên. Anh chị sẽ cho cá vào từ từ như thế này và đảo đều cái chảo làm cho cá nó sẽ đỡ dính. Chúng ta sẽ chiên cá như thế này, đến cái mặt cá phía dưới nó vàng là được. Trong quá trình chúng ta chiên cá thế này thì chúng ta sẽ tiến hành qua bước là pha nước sốt. Me của chúng ta sau khi đã ngâm nước nóng thì nó đã ra và chúng ta sẽ để lên một cái rây như thế này. Dùng cái thìa và chúng ta làm như vậy thì me chúng ta sẽ ra nhiều hơn. Hỗn hợp nước sốt của chúng ta sẽ gồm có là 6 thìa nước me mà chúng ta đã ngâm. Chúng ta sẽ cho vào đây là thêm 2 thìa nước mắm. 1 thìa cà phê muối hoặc là bột súc. 1 thìa cà phê mì chính. Và chúng ta sẽ cho vào đây là 2 thìa canh đường nha anh chị. Chúng ta dùng tay và đảo đều cho cái hỗn hợp này tan ra. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm vào khoảng cỡ 100ml nước. Cá của chúng ta sau khi đã chiên như thế này á, thì cái mặt dưới nó đã vàng đẹp. Và chúng ta sẽ bắt đầu trở cá lại và chúng ta sẽ chiên tiếp cái mặt trên đến khi cho cá vàng ra như cái mặt chúng ta đã chiên là được. Anh chị thấy là cá của chúng ta sau khi chiên lên thì nó có cái màu vàng rất là đẹp mắt, nhìn rất là hấp dẫn. Và cá của chúng ta thì nó sẽ có cái vị dai và lúc ăn thì chúng ta sẽ thấy rất là ngon. Và cá của chúng ta đã vàng cả hai mặt rồi, chúng ta sẽ tiến hành là vớt cá ra rịa để chúng ta tiến hành qua bước rim me. Để tiến hành rim me thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi sứ như thế này. Chúng ta cho vào khoảng 2 thìa dầu ăn, sau đó chúng ta nấu cho dầu nóng và cho hết cái phần tỏi băm, hành băm và ớt vào, đảo đều để cho cái phần tỏi và phần hành này nó ra cái mùi thơm tinh dầu. Sau khi mà chúng ta chiên và đảo đều tay như thế này á, thì cái mùi thơm của nó rất là thơm nha anh chị. Đến khi cái phần tỏi của chúng ta đã vàng và chín thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là xếp cái phần cá đã chiên vào nồi để chúng ta tiến hành rim me. Sau khi mà chúng ta đã xếp cá vào như thế này á, thì chúng ta sẽ đổ cái hỗn hợp nước sốt mà chúng ta vừa pha vào và chúng ta sẽ tiến hành là đậy nắp lại và rim cá. Trong quá trình rim cá này thì ban đầu á, là anh chị sẽ cho cái phần lửa nó lớn để nó sôi cho ngập cái mặt cá như thế này.
Sau đó thì chúng ta sẽ đậy vung lại và chúng ta sẽ tiến hành rim cá là với lửa là liu riu để cho cái phần hỗn hợp nước sốt của chúng ta nó sẽ thấm đều vào trong cá. Lúc mà rim rim như thế này thì cá của chúng ta nó sẽ ngấm các cái gia vị vào. Và như vậy là món cá của chúng ta đã xong và chúng ta sẽ tiến hành là gắp ra dĩa và chúng ta sẽ thưởng thức với cơm. Món ăn này mà ăn với cơm thì cực kỳ là hao cơm nha anh chị. Chúc các anh chị chúng ta thực hiện món thành công. Nếu anh chị yêu mến kênh Bếp Đoàn Viên thì xin hãy đăng ký like để kênh bếp có thêm nhiều động lực. Xin cảm ơn.